Rồi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Cô Ba Miền Tây nha. Cô Ba chào cả nhà nha. Ngày hôm nay cô Ba sẽ làm gỏi gà rau nhút với tôm. Rồi, con gà nãy giờ cô Ba chặt làm hai ra, rồi phân nửa cái lườn, cái phần lườn là cô Ba làm gỏi nha. Còn cái phần đùi là cô Ba đem nướng chao. Bây giờ cô Ba chặt gà ra. Ôi vậy là mình chườm cái đồ bự này mình nướng đó hả? Rồi họ cầm nguyên cái ăn cho đã. Đây, giờ mình luộc hai cái này nè, bắt nước là mình luộc hai cái miếng lườn này. Do bữa giờ á, chị hai mình sinh em bé cho nên mẹ cũng bận bịu phụ chăm sóc cho nên ít có quay clip. Và có đứa cháu ngoại thứ hai nữa. Đó, nước sôi. Dàn vô miếng muối. Rồi bỏ hai cái miếng ức gà vô luộc luôn. Bây giờ mình ướp gà. Rồi, miếng hạt nêm. Miếng ớt, ớt bột. Kế tiếp là chao nha. Rồi mình thêm một tí xíu tỏi băm nhuyễn, miếng tương ớt, miếng nước tương luôn. Rồi cái chai kiểu thơm quá mình ha. Giờ có lửa than rồi, giờ mình nướng gà luôn. Rồi, gà này mình luộc cho nó vừa chín tới thôi nha, đừng để cho nó mềm quá làm gỏi không ngon. Giờ bắt đầu mình xé thịt hả mẹ? Giờ luộc tôm. À tôm vừa mới bỏ vô nó đỏ lòm liền nè. Rồi giờ để gà cho nó nguội rồi mình xé luôn. Chín rồi, giờ mình cũng vớt ra luôn nha. Nước sôi rồi, giờ mình trụng rau nhút nè. Đó, mình trụng sơ thôi. Tiếp theo mình sẽ xé thịt gà với lột tôm nha. Cái phần da để gì mình gỏi thì chắc mình đâu có lấy da mà. Lấy da luôn. Cái da mà con thích da mà.
Gà này sáng mình đi chợ mình mua nè. Thịt được không mẹ? Được. Cũng không thịt, đến nổi ha. Thịt ngon. Mình làm gỗ mình luộc vừa chín vậy nè. Đó, đừng có luộc mềm quá nó hết ngon rồi. Giờ mình làm nước mắm là trộn gỏi rồi. Đường với ớt với tỏi băm nha. Đó, trộn đường. Tiếp theo là chanh. Cái phần tôm với thịt gà này giờ cô ba cho thêm miếng tương ớt vô nha. Kế tiếp mình cho rau nhúc vô. Cuối cùng mình cho nước mắm tỏi ớt vô luôn. Cho thêm vài cọng rau răm nha cả nhà, cho nó thơm nha. Rồi giờ mình sẽ đơm ra dĩa nha. Rồi mình cho vài miếng ớt nha. Cuối cùng mình cho thêm ít hành phi lên. Rồi gà nướng mình cũng chín luôn rồi. Rồi cho nhiều dĩa luôn. Thơm quá. Rồi hãy cắn vô. Thơm quá. À. Rồi, mời cả nhà mình cùng dùng cơm chiều nha. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Đây mình có hai đùi hai cánh mình chừa lại. Chừa lại phần nữa cho trai chị hai. Cái này giờ mình cắt nhỏ ra luôn không ạ? Cắt nhỏ luôn. Dắt chanh vô đây. Đây, mẹ làm trước cái đùi luôn. Con ăn đi. Con ăn phần da. Gà nướng thì đúng ngay món mình thích. Ăn hoài luôn. Rồi, nhưng mà không biết nha. À, mẹ miếng chào. Chào vô. Có một tí chào vô nó thơm. Có thằng đó vào tay nữa. Còn nút luôn. Rồi. Mời cả nhà nghe cùng ăn cái rùi gà. Mẹ ăn đồ nướng, còn con ăn gỏi trước. Tại con bỏ cho mẹ cái đùi trước, còn ta mẹ phải ăn cái đùi. Thấy cái chén nước mắm chua ngọt hấp dẫn quá. Với lại thấy rau nhúc của mình nó còn xanh lè luôn nè. Thử coi. Vừa kẹp miếng rau, vừa kẹp miếng thịt vô, miếng ớt nữa. Thịt nướng vừa ăn mà. Chấm nước mắm.
Rau nút như này mình trụng sơ á, còn thơm. Còn thơm mùi rau. Dưa giòn. Giòn á. Nước mắm này đúng ngon mà. Chua ngọt, mắm chua. Chua ngọt đậm đà luôn. Mà mày cay dữ à. Chưa cho anh để mẹ cái đồ mà ăn cái đồ cái nọ. Đây này đáng lẽ mình ăn gỏi trước mà. Gỏi trước. Ớt này cay không ạ? Thôi mà ăn phần nữa thôi. Phần nữa thôi. Làm miếng gỏi đi. Làm con tôm ạ. Tôm cứ ngắt giòn đùm mà. Ngọt ngà. Cái gỏi này mình ăn với bánh phồng tôm cũng được nữa nè cả nhà. Tại vì mình ăn cơm chứ theo mấy mình ăn bánh phồng tôm cũng được. Tại này có thêm món nướng nè. Cho nên mình ăn cơm luôn. Chứ lúc đầu là định lấy bánh phồng tôm mình kẹp ăn chung. Gà ra nữa. Cái này là món khai vị trong mấy cái đám được. Gà thịt dai á. Rau nhúc cũng còn ngon á, giòn. Nước mắm này làm ngon quá. Cái gì gọi chất lượng ghê luôn. Dạch tìm rau mà không thấy toàn là thịt gà với tôm. Xong mày làm cục thịt thôi. Tôm tươi ngọt. Cái này vừa ăn ngon á. Chấm muối tiêu chanh nhưng mà con nghĩ mày ướp là thường là thôi chấm. Con thấy con diễm vậy mà nướng mình ướp chao. Có mùi lá. Mình ướp tí thôi, nhiều quá thì nó mặn. Ướp lấy cái mùi thơm. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video clip ngày hôm nay nha. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những món ăn hấp dẫn tiếp theo nữa. Còn bây giờ thì xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt cả nhà.